Ok, giờ hai sao bạn đã trở lại với channel mình. Mình là Trung Game bên đây. Chào mừng các bạn đến với tập đầu tiên của series Son of the Forest nha mọi người. Thì hôm nay team mình sẽ đi vào rừng thám hiểm các bạn. Trên chiếc bay thì hiện tại có ai ta? Ai lên tiếng tụi em ơi. Hello các bạn nha, xin chào các bạn đến với Dương Luis Kiều Minh nha các bạn. Ôi, có Dương Luis nè bạn. Lên máy bay nào còn nữa. Ghê. YouTube các bạn, nghe giọng của YouTube nữa nè. YouTube trên máy bay nữa. Ôi, anh bị gớp mấy bài. Mọi người ơi, chết mấy con gái này mọi người. Ai da, chết rồi, mấy bài gớp rồi mấy đứa ơi, chú anh. Mẹ rồi, mọi người mà. Ai da, bị đụng tồn tẹn quá rồi. Cú bé. Nói chung để là như... Để giúp là ngay, dạ. Skip qua phút này các bạn ơi, máy bay gớp các bạn nha. Anh em mình bị lọt ở đây thì anh em phải sinh tồn các bạn. Thì, ý, má nào đá anh vậy? Ủa thằng nào vậy? Tường ơi là sao? Nãy thấy nó thò chân xuống á. Ủa kìa, xích bắn anh kìa. Ủa, nhưng mà nó quyết định nó không bắn các bạn. Nó được mình chơi vậy đó bạn. Chứ bắn cái hết tập 1 luôn. Cái anh chỉnh tiếng em lại nhỏ xíu nha. Để nghe tiếng anh em á. Master tầm 70 thôi. Ok. Ủa, thằng nào vậy? Thằng nào đứng trên anh vậy? Không là bị lông hả? Đúng rồi. Ok, đây là bị lông rồi, nào đây. Một ông già cú đế. Để đón tiếp những thành viên đầu tiên của team mình vô đây nha mọi người. Đây là có hai cái viên thuốc nè. Ui, anh uống luôn rồi, anh lướt mẹ mà anh uống luôn rồi Long ơi. Dương Ngọc Phát này là thằng Dương Luis nha mọi người. Luis trong vai một ông già. Ui. À, mặt này ca dài vậy à? Mặt này cũng già luôn. Chả lắm mày thôi. Ơi. Thầy nào bị lông nữa các bạn. Được ba anh em rồi, còn nào chung chiến bay mình đó không ta? Thầy đại ca, đại ca. Liệt. Em lượm được cái thứ, đứng lượm đạn nữa. Em nằm nằm này nè chơi. Đó, đâu, đứng yên coi. Thầy ca làm cái không? Đó, từ từ. Làm thử cái không này ca? Mày. Làm gì vậy? Ủa cái gì vậy? Em trời. Mẹ mày vậy dành đúng đạn đi. Mình làm cái gì á? Lũ đạn nó chọi được. Thôi, mình làm thôi. Ê, anh cũng có hai quả rồi, đánh lên. Mà sao cái lũ đạn nó dính vào tay em này, giờ sao làm sao để quăng cái lũ đạn ra ta? Không biết nữa, lũ đạn đâu rồi? Anh cũng mới làm được hai trái nè. Lũ đạn nằm đâu ta? Ở đây nè. Mở, đại gia mở cái túi đồ đi. Có nào muốn test thử lũ đạn không? Làm thử cái trái không mà anh em. Đề đây đây. Nè, gà đây, Long. Là, ngồi xuống đây nói chuyện cái đừng nè bây giờ nè để anh cầm lựu đạn này anh xanh con hu trước nè thấy không mình phải xanh thịt về để ba anh em mình ấy con nào vô đó kìa đúng rồi Huy Lâm Bồ Huy Lâm Bồ đi vô kìa mấy con trường vô đó nè hai quá cơ này gớt máy bay về này nó mới gớt bị đâu vậy út khờ đó bạn ngày là út khờ nè út khờ lên đi đây má em kìm em cô nhỏ kia mày nhỏ kia đem xuống máy bay luôn chứ. Nè, tao cho mày mượn cái quả này mày chơi nè. Từ để anh thằng đó, để anh. Còn nè tụi em ra đây. Đâu. Đứng em đứng sao coi được rồi. Bắn nó nào chậu vậy? Thì trái. Trái chậu là rút chốt chậu luôn đúng không? Đúng rồi. Để anh. Tụi mày làm gì vậy? Em coi cái ba lô rồi coi có gì. Này để anh săn thịt về cho tụi bay ăn nè. Tụi bay phải kiếm thịt đầu tiên mình có nước rồi bây giờ cần thịt để mình sinh sống. À là mình đi sinh tồn hả đại ca? Đúng, sinh tồn chứ. Tưởng đâu đi picnic cái ra chữ vậy? Tưởng đi cắm chạy hả? Đi sinh tồn vậy á. Sinh tồn ở đây có hổ găng, da đỏ, đồ, da đen, đồ tựa. Ôi, ôi. Đang ở thành phố sướng mới chết rồi, giờ còn rủ gì đây vậy, làm gì vậy? Ai mà biết. Ê, sao chém tao mày? Ủa chém chết đó. Đừng mày. Quý Lâm Bồ kìa. Đứng lại coi mày. Quý Lâm Bồ nó bắt mày vào cho hổ găng vậy. Ủa có cách nào mà nó bị giới hạn cái FPS đâu anh em? Bỏ cái giới hạn ra được không? Có trong là Office anh. Chỉnh cái nào? À PC disable mà. Cái game này à. Anh chỉnh lên Hay cầm cái lựu đạn hoài ra. Có 30 FPS ta. Nó bị giới hạn. Hay ghê quá trời. Thôi kệ, gì cũng được các bạn. Đi tồn một cái FPS cả. Mình đại ca biết ở đây là ở đâu không? Ở đâu? Thì giới thiệu cho các bạn biết ở đây là rừng U Minh nha các bạn. Gì rừng U Minh đó mày? Để anh cầm con dao đây cầm cái lục đạn nguy hiểm quá. Cầm lục đạn thấy ớn quá. Trường ơi,
Ui, có đồ nè. Em nghe anh ơi. Cứu mẹ đi ra cá. Cứu mẹ ấy. Má quỷ này nãy giờ không nào cứu nó dậy hết vậy. Cứu nó dậy hả? Con của anh nè. Anh trai lớn anh. Kevin. Kevin. Kevin nó... Nó điếc rồi bạn, nó bị điếc rồi. Có một tên bồn nè, nãy bị điếc rồi, nó bị câm luôn. Sao bị câm? Ui, nó bị câm, nó đâu nói rồi. Nó chỉ nhìn thôi. Máu rồi. Ờ, nó lé luôn rồi, nó lé luôn rồi kìa. Ờ, nhìn theo. Được mày ơi. Đừng có chém nó Huy. Mày ổn rồi. Chém nó tí, kêu quýnh bây giờ. Ờ. Rồi. Hả, ra lệnh cho nó được nè các bạn. Đó. Nó... Mày đi, mày đi theo tao được không? Mày thấy không? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Mày đi theo tao nha. Ok, ok, ok. Đứng dậy đây không sao đâu. Đi, đi, đi săn đồ cho tụi em. Giờ đi làm gì trường? Bây giờ á một là mình xây nhà, hai là mình đi vô hang mình chiến mấy lại mấy con quái vật. Giờ mình có gì đâu chiến. Bây giờ ba cái yếu tố cần thiết để mình sống rồi được cái khu rừng này nè. Để sao đi anh em mình này mình đi thám hiểm cái đi anh em. Ê, tạ ngã. Ngã. Dạ. Nào á. Ngào á. Không biết, không biết. Bây giờ nè, Trường ơi, anh nghĩ bây giờ anh em mình lấy hết đồ ăn thức uống mình đi thám hiểm một chiến đi rồi mình về mình cắt nhà sau. Ok đại ca ơi. Được chưa anh em? Chơi đây luôn. Đi thám hiểm một chuyến đi để gặp khu này cái. Lụm đồ. Bây giờ trước khi mình đi á mình nên chế một cây giáo trước để làm vũ khí. Ừ, nào biết chế cho anh em đi. Mày chế cái gì vậy mày? Lú cái cây hùng cho anh em. Bây giờ lấy mấy cây gậy đi. Mày dắt dắt cái gỗ này. Có gậy nè. Có gậy chưa? Gỗ này nhức đầu quá. Có gậy đúng không? Giờ vô bàn chế tạo. Gỗ nặng quá. Không. Mày nó ngủ nữa kìa. Ủa, lại chết rồi. Mày. Ơ xẻ thịt này ra được không? Ừ, cái thịt đồng loại á. Một cây giáo là thử một con dao với lại một bằng keo. Nó một cây gậy. em thử thử cùng đã. Hai cây gậy chứ. Ê cá lụm luôn. Mày đi thôi anh nè em ơi. Đi qua em. Cá chọi được không? Nè anh Trung, anh giữ. Nè anh Trung. Anh giữ chứ cây này nè. Nó nè. Anh nhặt dưới đất á. Cái gì quá. Đó, cây giáo. Cây giáo rồi, có cây giáo rồi, ngon. Anh có củ sáng đó nè. Cái gì mày? Chế là hai cây gậy dài, một cái băng keo, một con dao. Ơi trời sợ tụi em ơi. Nhưng mà mình muốn đi thám hiểm thì mình phải có đồ ăn, thức uống nữa rồi cả. Đi, bây giờ anh có giáo rồi, một thằng đi theo anh đi. Phi. Út thờ đi theo anh nè. Mình chia mày chế này đi, anh đi săn con nai này cho. Coi. Phi cái giáo có bị mắc không Trường? Có chứ đại ca. Phi nó chết là nó chạy là nó mất cái giáo luôn. Hít sọt. Đúng rồi ra. Lụm. Ui hít sọt luôn nè. Phi. Ui. Mẹ trời ơi giỏi thiệt chứ. Hay quá gà ơi để em. Mằng hịch đó, mằng hịch đi. Em mằng hịch cùng lượt, mằng hịch cùng lượt là có hịch á. Mày không nè, ai chưa có giáo đưa nè. À, tụi bay khổ dân cái gì á. Nó ăn thịt sống luôn chứ. À, thịt sống nè. Này dã man quá. Cho anh lại cái giáo đi phát. Đâu rồi. Anh này á, đừng có phi vô người anh nha chết. Chết. Phi xuống đất đi. Vậy, ê, còn băng keo không? Còn băng keo. Đừng huy. Ờ, băng keo là cái nào vậy? Băng keo là cái màu xanh á. Anh nào vậy? Anh đâu có băng keo đâu. Mày quậy á mày. Mẹ. Anh có băng keo nào? Không bây giờ khỏi đảng đó. Có. Vậy đi. Bây giờ anh đè vô em á. Xong rồi đưa cho em mà được. À, ok. Mày lần nào? Lấy thịt cho má. Nãy ăn thịt tới giờ không biết có bị bệnh mới trời. À, anh được có một cái thanh năng lượng. Xong rồi anh chưa gỡ á, anh xoay qua xoay lại là thấy băng keo là quăng cho em. Mét hả? Có thuốc nè. Nè, anh đè em vô em. Anh đè vô. Xong rồi anh bấm chưa gỡ á. À, giờ để đổ đồ. Rồi anh thấy rồi thôi. Nói sao mà chị nào thấy băng keo rồi đưa cho em. Không gọi đồ. Được không? Mày có cái gì em Huy? Mày dở cái túi mày ra coi. Đưa chưa cha.
Anh đưa rồi mà. À đúng rồi, đưa thấy rồi, thấy rồi. Làm gì vậy? Mày chế cho anh cây giáo rồi đây. Chế giáo. Đưa em băng keo đi. Đừng có giỡn nữa, mày tin phi vô đầu mày không? Vậy đưa băng keo đi, em đưa. Anh đưa băng keo rồi mà. Rồi thêm cái nữa để chế cho em chứ. Nè nó nè. Ui, anh chọn chết chim luôn nè Huy. Lâm chim đi Huy. Anh đưa cái anh đỉnh không? Mà anh còn có cuộn à. À, anh chọn chết chim luôn. Em quăng dưới đất á, làm đi. Ê, mình đẳng cấp bãi nồi luôn các bạn. Chim nó bay vậy mà chọc không trúng nữa. Bây giờ mình cây giá là mình đi săn được rồi đúng không? Ừ, đi đi đi. Đúng rồi. Đây, nhưng đây, mà em ơi. Người ta biết mình thiếu gì không? Thiếu gì? Mình phải cần đồ ăn xong rồi mình phải cần nước uống cần thiết hơn đồ ăn nhiều. Không nước uống rồi mình cứ đi ra suối mình uống là được. Đi ra suối uống được á. À, giờ ra uống cho đầy bụng đi. Mày đói bụng không? Đại ca ơi, đại ca ơi. Mày đói bụng á. Mình còn thiếu một thứ nữa đại ca. Thiếu gì? Thiếu tình. Thiếu tình cái thò này. Bây giờ ra uống cái đau bụng chưa? Không không anh ơi, này suối sạch lắm. Bấm nào để uống vậy? Sao thấy nào có hiện, cái nào nghe là uống. Không thấy nghe đâu. Chưa khác. Gì chắc chỗ khác mà được. Ui có cá nè, chọc cá nè. Ui một con cá. Đúng rồi, bắt được, bắt cá được á. Lụm. Cá đi anh em. Rồi sao bắt cá. Ê, chọc nó dính vô cái ngọn giáo rồi giờ sao? Nè chưa? Bấm E là được. Bấm E là ăn mà. Không, bấm E là lấy cá. Không. Đè mới ăn đúng không? Bấm E là lụm. Rồi đi, thôi đi nè, đi đi, đồ ăn uống này được rồi. Có cần nấu giờ... chín lên rồi đi không? Không nấu chín rồi nó húi cũng vậy à. Nhưng mà đi đi cái đi. Bây giờ thỏ rồi. Đi. Thỏ rồi anh Linh, thỏ rồi. Dạ. Lấy thịt. Ủa. Thịt đây. Có một ngày nữa kìa. Để em đi lướt đồ em đó. Lướt thêm đồ đi. Đi ra tụi em ơi. Đấy, hành chiến phiêu lưu đi để trời tối bây giờ. Đi. À, cậy trước đi. Thôi đi nguyên đám nè, để lạc đường, dạ. Trường đang dẫn đường cho chiến phiêu lưu bây giờ. Ui. Thôi. Đi thôi. Đi. Đây. Có chuyện lạc nhau nha. Ui, cấm mờ lên nó sẽ hiện cái map nè. Mờ là map. Bây giờ anh thấy cái hang màu trắng không? Là cái hang á. Cái màu trắng là cái hang á. Mờ có thấy gì đâu. Gì mờ nó hiện cái bản đồ á. Không thấy, không bấm được mờ, anh hình như không có map mà không thấy được. Mày có. À là phải có cái GPS đó hay sao á. Ừ, mày có GPS đó, đây đâu có đâu. Mồi. À. À anh bây giờ vô hang không? À, con nào muốn lấy băng dính gì không? Đủ rồi đúng không? Bây giờ vô hang không? Dẫn vô hang. Đi, vô dẫn đi đi. Đi theo trường à. Đi hắm hẻm chứ đi. Rồi tính. Còn Huy đâu? Huy nó đâu vậy là. Ui nó bị lạc rồi sao rồi nha. Ôi lạc hay gì rồi? Sao còn 4 thằng vậy? Nó bị lạc rồi. Nó đâu rồi? Nó tìm chỗ nó ngủ rồi sao á thằng này. Phải không? Thấy con này ngứa người vậy ta. Đi 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 theo trường nè. Đâu rồi. Quá trời tối ghê vậy ta. Đi. Ở vô rừng U Minh nè các bạn. Đây là rừng U Minh ở Cà Mau nha mọi người. Rồi đây là cái hang đầu tiên nha. Ui. Càng nữa xuống có té không mày? Có mất máu á, cứ từ từ rồi. Mất máu hả? Đây có đồ nè. Nhưng mà bây giờ là làm sao mình lên máu vậy được? Được. Hả? Lên có máu hả? Có cái thuốc có gì hút. Cầm máu không? Có thuốc. Có, một cái lọ thuốc. Lọ thuốc đúng không? Đúng rồi. Anh xài một lọ thuốc. Ôi anh có bịch đồ ăn nè, ngon. Ngồi cái nó đi ngủ các bạn ơi. Ăn một thuốc vô. Vô đây không? Ôi, có gì thừng nè. Về ok. Có đèn không? Con nào mở đèn lên đi. Vô đây, vô có đây. Đèn mà. Đèn bấm lên L á, bật cái bật cái bật lửa lên. Mỗi thằng anh chui vô nè. Vô. Bật lửa nó có hết gam vậy? À, không. Cứ thoải mái. À, để chui vô hả? Ông vui mẹ. Nghiêu vậy? Mày nó ăn cái thịt gì rồi? Quỷ, quỷ. Nó ăn thịt trong loại chạy ơi chẳng ai. Mày ăn thịt xác chết, thịt người. À, thịt xác chết. Ôi, thằng Long này ghê quá à. Long đang lịch xác chết kìa. Xác chết con quỷ rồi nó còn ăn nữa kìa. Mày bệnh chết coi. Thằng nào đó nha. Thằng Dương ăn nữa kìa. Dương ơi, anh cho Dung Như ơi. Thằng quỷ này nó sắp biến hình rồi. Mến ăn thịt của xác chết chứ. Vô đây đi, vô đây đi. Ở đây có đồng hồ với giải nè, giải quan trọng lắm mọi người. Đây nè. Ủa sao mở đèn anh vậy?
Làm sao mình bỏ cái giáo đi anh? Bấm L. Bấm L không được. Nó không cắt cái giáo được. Vậy là hai người chưa mở cái túi kia rồi, bấm L lên. Rồi. Nó có cái túi cái bên cái giáo á. Ờ sai. Xong rồi bấm vô phải rồi bấm vô găng cưa. À. Nó bao gồm cả điện thoại, cả map rồi cả dao các thứ nữa. Ok. À, có GPS rồi nè. Đó. Có bật lửa. Ui, có đèn. À, mở ra. Ok, có cái búa nữa đúng không? Đúng rồi. Ở đây có cái đồ này đi. Ở trong có bạn đây ca kiếm trong kìa đây ca. Thì phải. Mình lúc nào nói quen đây ca trong á. Đó thôi. Ui. Quay đâu máy này bật lửa đâu ta? Chứ bật lửa nè. Ủa anh, nhưng mà giờ của anh nó cầm cái điện thoại hoài sao? Bấm mờ lại đây ca. Ok, sao cái mặt lửa này nó màu kỳ vậy? Cái màu tím vậy thôi bên đây chưa trượt. Em lấy rồi, đại ca thấy gì không? Cái gì? Bạn đại ca dưới kìa. Rồi. Như đi chơi xuống 18 tầng địa ngục vậy. Có bạn đại ca ơi, bạn dưới à. Những cái này bê dưới hả? Kìa, nghe cái đèn kìa. Nghe cái đèn kìa. Chúng chọc nó đây. Nó đánh mình đó nha. Mình đâm nó, bốn anh em mình chẳng ai chạy nó mày. Cái gì đó. Trời ơi. Ê, một thằng mở cái que củi lên đi để cho sáng lên rồi em ơi, tối khó chơi quá. Không phải một thằng đâu, Có đuốc không anh em? Có đuốc hả? Làm được đuốc không Từ? Có mình có pháo sáng mà. Có làm đuốc được. Đây để em làm cho. Có cái pháo sáng mà. Quăng cái pháo sáng lên cho sáng lên. Ừ nè, pháo sáng anh có bốn con cái nè, anh mặc lên cái nè. Quăng đi. Quăng nào. Để mặc cái lửa cháy rồi. Vừa bật lên mà anh quăng rồi. Ủa, ok hả? Sáng giờ, sáng giờ. Bật sáng lên. Từ sáng hả? Ủa, vừa sáng hơn mày ơi. Cái pháo này chú á. Ủa, miếng bạn đó hết trơn rồi. Ở nữa nè. Nó kìa, nó kìa kìa. Để sao đi. Một nữa. Sao luôn anh Kinh Dương. Con này sợ lửa, mấy con này sợ lửa. Sợ lửa. Cái đánh đó. Ui đau quá, đau quá. Nó sợ lửa đó anh em. Nhưng mà không thấy đường đánh nó luôn rồi. Rồi dạ. Ui. Nó bị cháy vậy, nó bị cháy vậy. Trời cái đó. Cái xiên đó. Chết. Em yếu rồi. Cứu. Ai dạ. Má anh em nó ra rồi, dòng họ nó ra rồi. Nghe nè. Bọn con mình đây cũng đông lắm. Trường dùng cái kiếm lửa của mày tiêu diệt nó chưa? Mày hả mày? Hơi hở mày. Hơi hở số lửa. Mày. Hết sức nhất. Mày. Hơi hở số lửa. Đúng rồi Trường. Đi đào đi. Trường chiếc nào. Ê mọi người muốn có giáp không? Giáp tượng quái vật nè. Thầy đúng rồi ta. Nó hiện cái dao lên là đè. Đấy đè mà đừng. Ê nó còn kìa con kìa. Còn có quái vật kìa. Trời này xuống đi. Thầy đuốc ở đâu vậy anh em? Mày cái đuốc phía bên lại á. Mày chết rồi, chết rồi. Cầm kiếm lửa đi đó anh chứ. Nè bây giờ mọi người đè vô để lấy giáp nè. Sao đè để lấy giáp rồi? Nó hiện cái dao chưa? Chưa. Nó hiện cái dao rồi đè vô. Năm. Rồi là có giáp á. Này giáp của quái vật. Dạ. Châu lắm. Ồ ok. Giáp hả? Ngay cả được. Trường có kiếm lửa đảo à. Kiếm lửa đâu Dương? Nó ở đâu vậy? Kẻ chính kia kẻ. Nè. Không, cái này đâu phải kiếm lửa, cái này cây củi thôi mà. Cửa có lửa. Ra. Tao lụm được cái củi. Nó này là bây giờ anh có củi không? Ôi! Chết trộm mày. Trời ơi cá. Nó hết rồi. Mày bị cháy kìa Dương ơi. Chết luôn rồi. Ừ. Chết luôn. Hãy xong đi. Hãy xong đi. Có nước không? Rồi, mình hết chi cháy rồi. Nhưng mà làm sao để lâu được cái đuốc đó ra vậy Trừ? Cái đuốc hả? Ừ. Cái đuốc anh có đuốc chưa? Nó nằm cái bên cái mấy cục đá. Mấy cục đá. Trên đây nè. Nó nằm gần chỗ cái giáo á. Nè cái đuốc. Ủa? Cái xương chứ. Nhưng mà... Nó là cái này. Nè cái này đúng không? Cái này giống cái lửa chạy mà Trường. Cậu không phải không? Cái đó lửa chạy đâu phải không? Mày dắt lại coi cái đuốc đâu? Nè cái đuốc hả? Nè cho anh cái đuốc nè. Thôi để mày cầm đi. Bây giờ lấy đuốc ra làm sao mà lấy đuốc được? Còn cái đuốc nào đuốc, không? Đuốc là phải nhặt ở ngoài á. Còn cây nè lấy không? Thôi giờ đi đi, cầm cây đi rồi đi đi. Thôi đi đi để hết. Vũ quái hiện nguyên hình. Em cầm cái thánh giá nè. Đi theo chuột nhở.
qua đây nhặt đồ nè, đồ đóng nè. Ờ rồi mày nhặt giáp ở đâu, mày nói giáp ở đâu vậy? Giáp thì từ con mấy con quái vật á, giờ tìm lại xác của mấy con đó lấy giáp thôi. Con giáp lấy cái gì? Cái này gì đó, cái đèn hả? Có hút nè, hút quá trời luôn. Nhặt ở nè, băng keo nhiều nè, băng keo giấy nè. Cái giáp này làm gì trời? Hết đồ giáp này con... là sẽ đi vô mấy con quái vật là nó xuất hiện lửa là làm nó cháy á. Ủa, ảo game gì ta? Cái giáp này là sức mạnh, nguyên mạnh của anh giáp á. Để nguyên anh đi. Tôi là ai? À, đúng quá, dưới đầu quá, dưới đầu quá. Anh Dương ơi, anh Dương ơi. Qua đây uống nước này nè anh Dương, uống nước rồi nè. Qua đây, qua đây. Sức mạnh của anh giáp. Đây ca. Đây ca. Đang ngồi nước, đang ngồi nước. Ở trên trường làm sao mà đưa EC ra cho ông đang quay clip, đang quay clip. Trời ơi khổ. Đây. Uống nước ở đâu vậy? À đây đây. Uống nước được nè anh em. Nước nó nóng mà quá trời thuốc luôn hả? Ở anh nhưng bị mà... đầy nè, nào lụm thêm đi. Đâu rồi, đâu rồi. Nhưng mà à cây đuốc là phải à mình nhặt ở dọc đường mình nhặt nhiều thứ lắm anh em. Đi trường ơi, cây đuốc rồi. Cây đuốc hả? Thử bóc đuốc ra đi đi. Okay. Mày có cái đuốc còn à, mày móc thôi mày, cứ vui rồi. Rồi đi, đúng rồi. Rồi đi. Let's go, let's go. Vê hồng, ảnh mà đi bắt vê hồng. Ta có bóng giá đây. Đó, có xác nè. Có xác người nè. Người mười, mười công nhân. Mười công nhân bị thương. Cái gì đó này? Ui, coi có đồ gì không? Ôi, đi gì, quên gì gì đó. Không biết gì luôn. Nè, yeah. Em có gì rồi? Hết rồi hả? Không còn, không còn đồ đây nè. Bắn mình đi bắt mày không? Ôi nó có một cái tờ hướng dẫn nè. Đi mình bỏ lại kìa, hai phay ngồi ghê quá. Ấy có chuột đây đó. Anh làm đây là hồi con chuẩn bị ma bắt nha nó trước. Ôi cái gì á? Nó ghê. Cái gì á? Con gì vậy Trường? Không con gì đâu. Nè. À con này á. Gì á? Con này con này là phải cần bơm rồi. Ây da. Được đó. Chém đi chơi đi, lửa đó Trường. Có bơm. Con này phải cần bơm mới được. Lửa. Đây à, có bơm à. Nó có tay như người luôn kìa. Bơm mà mày. Lũ đạn đúng rồi. Hay rồi quá, đây có lũ đạn mà. Rồi đi. Mình có nhồi. Biết rồi. Tiếp tiếp. Nhặt mấy cái bản mạch nè. Trời ơi, thịt nó kìa. Ui. Mày ăn ngon lắm á. Ăn ngon lắm. Mày đi trước đi Trường. Thì như sao mau á. Hôm nay có bộ nó vô còn nào nó nhảy. Em Long này nó đi kỳ bí vậy ta, mày đi riêng như mày. Mày bị bay mặt mày. Ê má anh không chạy cuối đâu. Đi vô mấy cái nơi này mày. Cái gì mày? Tụi nó kìa. Mày đầu là bờ, nó vô cái hẻm ra anh chọc nó ra nó tới kìa. Mày đứng im. Ném nó. Ném nó. Em bị mất con giáo. Rồi. Dạ đau. Nó vô kìa. Em Mà tới. Ây da, nhảy lên thành đó. Ê con quái vật này phụ nữ nè, chơi được. Ấy da chứ kìa. Ảo nó mày. Nghe được không? Mấy kiểu ảo rồi đó. Không, sắp chết đến nơi rồi. Chết rồi. Ai mấy con này lấy giáp rồi nè, bây giờ mình lấy giáp chứ đi. Lấy giáp đi. Lấy giáp là kiểu gì vậy mày? Đè vô, nó hiện con dao rồi đè. Cái dao sẽ thịt đó, đè. À, con giáp. Ok, let's go. Giáp đâu? Lấy thịt mà. Còn mấy con nữa, còn mấy, cái đó giáp á. Còn mấy con nữa lấy cho nó luôn. Để anh coi. Để anh bê nó đi luôn. Đây còn nè. Trời ơi. Ai cơ. Mày. Bây giờ mọi người muốn mặc giáp không? Mặc giáp bấm Y lên. Mày. Sao mày có cái góc cuối cùng bên phải. Cuối cùng bên phải. Nó hiện luôn. Kéo hết cái bên kia luôn. Có cái gì vậy? Cái USB ammo á là mặt. Bấm bên phải vô là mặt. Mặt chu trái chứ. Ờ thấy. À. Rồi ok, mặc giáp da hả? Đó, ở trong sao? Xây sau lưng đi. Anh thấy nó có hiện giáp đâu. Thấy gì không? Có thấy gì lên hai cái tay mày rồi đó. cái tay mày rồi giáp đó. Đi đi dẫn đường đi. Trời ơi, chơi bắt chơi mấy trò gì ghê không à.
kinh dị. Rồi bây giờ làm sao còn có mình đốt cái đứt ra vậy? Con hả? Đứt. Cái này nó không có chuyển vũ khí nhanh hả? Rồi lấy giáp tiếp nè. Lụm hết. Nó cháy rồi sao vậy? Lấy giáp. Đây có đoạn nữa. Lấy nè. Đâu rồi? Tao lấy. Lấy miếng da nó đắp vô người. Hiểu không? Kì quá. Không gì ghê hết. Còn con kìa, nó tới kìa, con này hơi mạnh nha, con này mạnh á. Con gì vậy? Này quá cái là chết rồi, con á. Con tay tành. Ơi. Nó đập. Con gì vậy kìa? Rồi chết rồi. Con gì vậy kìa? Dừ quá. Lấy giáp con nhỏ này nè, con này giáp mới xịn nè. Giáp con này. Thầy cái mộng nó tươi với ta. Nó mới xuống luôn em, nó mới nằm xuống luôn đó. Quá tươi. Làm miếng máu rồi đi, hết máu rồi. Cái gì? Đây, có bìa nữa nè, có bìa có máu mà. Không bìa. Đâu rồi đâu? Có bìa có hút nè. À đây. Bị đầy rồi sao? Ăn đồ ăn đi. Bỏ cái này hả? Bẻ đồ ăn ngang nè, múc. Ăn đồ ăn nhanh nè. Rồi đầy còn con cái chạy lại kìa, đây còn con chạy lại nè anh em ơi. Đây nè. Ở trong nó đi ra kìa, trong đây đi ra nè. Nè, tôi thấy rồi. Ui, Trường. Kiếm lửa đâu Trường? Ê, hỏi có lửa. Ai? Kiếm liên tục. Kiếm lửa. Trở lại, giáp. Nó đâu rồi. Đây. Đủ rồi. Đây giáp. Ui. Quá chị nước mà. Thơm. Ủa thuốc quá chịu, hút anh đầy thuốc rồi, bây giờ uống thuốc chơi được không? Ê Trường, vodka uống vô. Cái vodka uống có bị bệnh không? Vodka để làm gì vậy? Đó để dùng bơm xăng bơm lửa đó. Được. Giờ làm sao để vứt bớt đồ ra mày? Giờ không vứt được. Ủa sao vậy? Bớt được không? Dùng bớt. Chỉ có lấy quên rồi chứ không vứt được. Cái này là vô hạn ba lô mà, cứ thoải mái. Anh mới uống thuốc bớt nè. Thuốc nhiều quá. Mấy đã. Uống vô nó bị tê á đại ca, uống nhiều nó bị lắc á. Mấy cục đá như là mình. Ôi sao người dân ở đây bị treo ngược đó nè. Kiểm tra rồi còn mấy người này còn sống không các bạn? Chết rồi. Chọc thử vô anh em. Nó còn sống không? Thấy không? Chết rồi, về chết rồi đó. Chứ còn sống là mấy cha la đào quá đó. Cái gì đây ghê vậy? Có đống sa bằng gì đây? Ây da. Ở đây kim cương hay gì mày ơi? Ôi. Nó đi trường. Nó kìa trường. Con này con hai đầu. Ôi hai đầu kìa. Trường. Hai đầu. Búa đâu trường. Thôi hỏi có lửa. Không bắn nó lại. Đánh dấu nó. Không bắn mạnh nó lại. Đó. Trời nhớ rồi. À mấy con này không sợ lửa, con này không sợ lửa. Nó sợ gì vậy? Con này không sợ lửa. Dữ nó rồi, tới hỗ trợ coi. Bây giờ em có bơm nè. Ê, từ anh hết stamina rồi. Có bơm nè, né ra. Bùm đâu mày. Dạ. Chết rồi. Lấy. Chưa gì xài bơm uổng với mày. Bơm uổng quá mày. Ừ. Mình phải dùng kỹ năng của mình phải không? Đúng, anh em mình đông mà. Mày nhét. Cái này gọi là hơi thở của bơm á. Đây. Nghĩ là mình nên tìm lửa để mình nấu đồ ăn trước đi. Đồ ăn mà ăn, thức ăn nhanh đỡ đi. Cho ngoài mà nấu mà. Thức ăn nhanh nè. Là anh đi bước rồi, chứ là anh em. Ui có nhiều đồ lắm nè. Ăn bớt đồ ăn đi. Ê, có mấy con mini nè. Ui cái con baby vậy? Mấy con baby nè. Giết nó, mấy con baby giết nó. Nhỏ xíu vậy. Ừ. Thôi chết đỡ lại. Mấy được ẻ ra sao. Ghê quá. Nè có tiền nè. Có đuốc nè. Có mấy con baby nữa rồi. Vẫn có tiền nữa anh em. Gì vậy? Đâm này ra. Sao hồi nãy mày nhặt đuốc mà em nói anh em nhặt với mày. Mấy cha lo đi quá mà. Nhặt mình mày không vậy? Đốt đuốc rồi nó. Cái flash này nó không được bao nhiêu đó. Nó thu à. Cái flare này nó yếu quá. Phải có cái hơi hở của lửa nhiều ha. Đúng rồi. Đi đầu dẫn có cây đuốc nè. Ở có con cây nè, ai lấy không? Một cây chứ chế. Đưa đây, đưa đây. Ừ, hai cây đi, hai. Mày to, hai to. Nè. Đây. Mày đưa anh chế vậy? Đánh dấu rồi. Chế thì có gì để chế vậy? Ờ... Đi anh không? Một dao, một bên keo.
ra một con keo. Rồi mày đi cắm phải trước. À, không đưa được, đưa được. Anh bị đầy rồi hả? Không phải không đưa được, là nó không cho đưa. Không đưa đuốc được hả? Đúng rồi. Mày quăng ra đi được không? Này quăng ra không được. Thì có lửa cái tự tin ghê ha. Ừ. Nó già. Đó, mặc chừng nha, chỗ này hay quá mà. Cái gì ghê vậy? Má, cái này giống đánh động phòng nhà lắm mày ha. Má, càng như là sâu á. Ui. Chuột chuột chuột. Gì á mày? Chuột. Trời ơi, chuột. Chuột. Ôi, càng gà nó càng. Ây. Quá nhạc xong rồi đúng kìa. Cô đều cũng đỡ rồi. Tới kìa. Ây da. 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 Sợ quá, sợ. Ây da. Nghe đâu quýnh chương kìa. Ây da. Ây da. Ây da. Ai đánh nữa, ai đánh nữa. Nó đánh bằng như ai? Ở bên trước kìa, nó đang nhảy kìa. Thầy giáp đi, thầy giáp đi. Lên trường. Thầy giáp đi, thầy giáp đi. Ê, tao thua rồi. Ừ, mặc cái đút anh trời. Ê, ê, ê. Nó đỡ kìa, nó đỡ kìa nè. Trời con ơi. Em dầm nó, em dầm nó. Bây giờ, bây giờ mình đừng có bu lại một chỗ mà làm mình đâm nhau đó. Ô dè yeah. Đâm, đâm mấy hết máu rồi nè. Nè chọt tao hết máu rồi. Quả phía trước không có cái đuốc của trường là không thấy đường. Trường ơi mày đừng tắt cái đuốc Trường ơi. Ờ mới bốn đuốc. Có nào thở bên phải kìa. Nhiệm vụ của mày là chỉ. Ủa đường là đường nào á? Đường này đi tiếp nè, đi bên đây nè. Mày đi ngược rồi Trường. Ôi. Ê, ôi cái gì vậy? Quay giặt mày cưa. Con ông tay à, anh Dương chết rồi. Cứu anh Dương. Ờ chút anh rồi, cứu 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 anh em. Nó cạp vô đầu Dương. Ôi. Nó đang đứng cạp anh kìa. Rồi. Né rồi. Dương Dương chết rồi. Dương đại đạn. Cái con này ghê quá. Trời ơi. Dương sao mà yếu vậy? Nếu mà mình bị gục á là mình bị đánh nữa là mình chết nữa. Là mình chết luôn. Là hồi sinh ngay chỗ nào đó. Sinh ra ngoài hả? Không, hồi sinh trong hang. Thấy rồi. Nhưng mà hơi xa tí. Xa lắm anh em ơi. Đi đi đi. Gán đi, gán đi sao đi. Có đi đường nào quên rồi ta. Đi tới ăn nè. Bên đây nè, ủa. Hát tóc thui, trời. Tóc thui hả? Tiếng nào á. À bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây, bên đây. Ba lô đâu rồi ta? Ánh sáng công lý đằng đây rồi. Ui bị rớt ba lô. Ui đụng mới có thằng nữa kìa. Hay da đau. Mày. Giật ba lô lên lại. Mày. Hay da, hay da, gục ơi. Cú 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 cú. Bình tĩnh đi. Đè đè vô đè cú. Trời chết rồi, chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chưa. Chết chết nó chết đứng luôn kìa. Đó là chết rồi, chết đứng, chết đứng, chết đứng. Chết đứng kìa. Leo đầu luôn nè. Má leo đầu ở giáp luôn. Ảo mày chứ. Đuốc là cái gì ra? Cái gì thằng cây gậy á, đuốc là cây gậy á. Đuốc là cây gậy đúng không? Cây gậy với lại là làm gì ạ? Ở đây lại có xác luôn. Làm gì đây em? Ui, nó em thấy cái đó nhìn sợ. Ủa anh Dương mình đi hướng này à, đi ngược lại hướng từ anh Dương đúng không? Đúng mày thấy à? Mày thấy cái tên này ở đâu? À đây chỗ lạ, chỗ lạ, có mấy quán mới nè. Ui, quán gì vậy? Gì á? Có tiếng gì quán này, quán này là quán con. Ây da. Ây da trời ơi. Trời đất ơi. Go 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 go. Anh có biết tại sao mà em gặp cái này không? Sao vậy? Thì em vô đây em thăm mấy quái nữ nhiều. Ổn rồi đó. Mình biến thái rồi. Thì sát người nhiều gần nè. Chạy 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 để nó bỏ bây giờ. Giáp là cái màu hồng đúng không Trường? Đúng rồi. Ờ đúng rồi, cái màu hồng. Màu đỏ là màu đỏ đúng không? Gì máu màu đỏ đúng rồi. Này có hai con đường. Đi ra đi. Bây giờ nè, đi tới quay lại, quay lại, quay lại. Thôi giờ đi chung đi, đi chung được chứ đúng quay lại à. Anh đi Trường đi bên trái, thằng Long đi bên phải đi. Rồi. Ok. Ra anh chung chiều khôn chứ. Con quái mini kìa Trường. Đó, lộn thì lộn. Ui nó không có tiền nữa. Để bố hút vô cái. Làm gì là làm sợi với mày. Chữ máu mà, nổ yếu lộn. Bên phải hết đường đi rồi. Không gì hả? Hết vậy quay lại đi. À biết quân đoàn mini. Quân đoàn ơi.
Chưa hơi hở cái lửa chưa ơi. Không có lửa. Ủa điệu con hỏa hần. Hỏa hần này con. Mày sợ chưa? Mày sợ chưa? Mày sợ chưa? Có ăn rồi này kìa. Chui vô, chui vô. Bấm vào cho anh đi, ngồi xuống đi nè. Mày nè mày. Mày nè mày. Mày nè mày. Cho nó, Dương đâu rồi? Đi đi. Em đang mò. Ừ. Em mò đường đi. Bé. Về về về. Quậy. Quậy dí gì vậy? Dạ. Con vậy. Quái vật cái gì? Yêu quái máy cưa. Ôi. Con mini. Mini. Đi trước đi mày không biết được. Ê, được à. Nói kìa, nói kìa. Ai da, ai da, con đậu mày ơi. Cuốn chưa kìa. Cuốn chạy, 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 chạy. Ê, hở cái lửa chưa ơi. Ê, hở cái lửa. Ai da, chết nữa rồi. Cuốn đi lâm. Cố đi để em về em múa lửa thôi. Ừ. Nè, cái đầu mới ra, cái đầu mới lắm. Nó chưa dậy nó gục nữa rồi. Em cứu đi cho. Rồi chết rồi. Cái con nhỏ thì ta có cắn không được. Cắn chưa rồi giờ. Hèn gì. Ngồi dạng vậy nó cắn rồi. Mày tệ lắm Cường rồi. Ở gà bị chọt chết luôn rồi. Ai à, trời. Trường không có ấy. Bây giờ thằng Trường nó giấu anh em mình rồi ra. Mình có thể chế được đuốc mà nó giấu anh em mình. Đúng hả? Em mới chế xong cái đuốc à. Không tệ với Trường. Nãy tôi kêu ông hỏi coi ông có đuốc không, ông có cây gậy không, ông nói không có. Ông nói không có cho đã rồi nói tôi là ông chỉ cho anh em nữa. Nước quá rồi bây giờ anh không có chai nước thì sao uống ta? Nè, nước uống nước ở dưới trên anh đó anh thúc đi. Thúc cái gì? Có cái này chế à, uống nè đây nè. Đó anh không hiện. Đi chỗ em nè. Đâu? Đứng dậy là thấy nè, đứng dậy. Máy. Bây giờ đồ ăn nhanh có không ta? Có cần phải cắt đồ em. Đấy. Đói bụng quá anh em ơi. Hả? Không uống được Trường ơi. Em uống nãy giờ nè, em uống cho anh coi nè. Lâu uống thử coi. Em đâu uống được đâu. Đó, đó. Sao cầm cái giáo này không uống được ta? Hả? À, cầm cái giáo không uống được em ơi. Để cất cái giáo. Rồi, cất giáo đi. Uống đi, nước nãy giờ có mấy xác chết rồi chứ có gì đâu. Nước này hơi mạnh, em cứ đồng cảm rồi. Cũng dài đi, dùm sao đâu. Đi. Ê, đi đi ông ơi. Đi ghi ông ơi. Cái hình... Nhưng mà em chắc buồn ngủ rồi, anh buồn ngủ quá. Gì mà buồn ngủ mày. Ui, cái quân đoàn mini. Đoàn mini giờ hơi hở có lửa. Chết nữa rồi. Chết nữa rồi. Trời ơi, sao mày... Tệ vậy Trường. Em đang cao mà sao em yếu vậy. Anh em chờ em xíu em nhanh tới đây. Chế được vài vũ khí gì coi. Đó, ở nhiều sắp tới kìa. Đi biết chừng nào tới nữa đúng không trời. Sao mình có biết. Anh có vodka nè, anh có động vodka không? Vodka. Đó, anh thấy hơi thở của quái vật không? Đâu. Thôi để anh coi cái bộ đồ của anh bị mắc đến mấy món rồi, đến mặt lại. Chữ C là gì trời, cái chữ C là làm gì mày? Ở đây có cái hang này nè. Cắm C làm gì? Đây. Quá đại ca ơi, trong đây có cái vũ khí hạng nặng lắm. Đâu? Cái gì mày? Súng hả? Cái này súng cấp eo hả? Súng này bắn được. Cái này súng bắn được, súng bắn người được. Súng bắn chết người hay là súng bắn lên người? Cái này là sao? Hả? À, bắn chắc đu quên kia quá. Cái này bắn đu. Bấm me vô. À, bấm me đi qua đu quên đây nè. Ôi, nghe tiếng gì trời. Cứu anh trời. Quay cái đầu kìa. Đâu. Nè nó nè. Ê. Em nó. Cái con này em sợ lửa không? Cái này sợ lửa không? Bắn nó. Đâu? Con này hai đầu mà. Cầm súng đó. Mày đứng đó mày phụ anh em với. Cái súng đó là súng để bắn đi treo thôi chứ không bắn đi sát thương được. Cầm quỷ lông kìa. Đây đây em đang cầm soạt. Đuôi ra đuôi ra đâu mà nó hai hẳn rồi kìa. Ai hỏi cứu lửa. Bốn đầu gì hả? Bốn đầu luôn kìa. Đúng rồi. Nó dính lửa. Nó đau chứ. Xoạt. Mày. Lui đi. Trời ơi, quýnh em tới tắp bốn cái tay quýnh em rồi kìa. Đau em anh ơi. Rồi chết rồi.
chết luôn hai con à. Chết hai con. Hai giáp. Giáp. Lạc dương rồi. Đó, bây giờ chỉ sử dụng cái cây súng ấy nè. Bây giờ không biết được. Trong cái hộp màu đỏ, lấy ra. Màu đỏ à. Rồi. Bắn hết. Leo cầm lên đúng không? Cái này có thể bắn xa được, bây giờ thấy cái màu trắng không? Bắn tới, bắn được trái. Bấm vô phải để thu hồi lại. Bấm vô trái. Nó vậy đó. Bấm cái này làm gì? Nè, bắn lên trển. Xong rồi mình bắn dưới đất là nó vậy nè. Đó, nó sẽ ra cái cọng dây à. Nó ra cọng dây xong rồi mình đu lên à, đó. Đó rồi thu hồi lại thì bấm đe là lấy lại dây. Hiểu rồi. Đó, đừng có để mất đạn nha, đạn này hiếm á. Rồi đi tiếp. Ê, Go. Kiếm lửa đâu rồi? Đang. Ủa đường nào? Đi vô đây, đi vô đây coi có đồ không. Ở không, đường này nè, đường đó cái gì đâu. Đi Long. Ôi đường nhỏ quá. Ồ hẹp quá. Mình đi sắp phá đảo luôn rồi đó. Ui trong đây còn nhỏ hơn nữa nè. Ừ. Không chưa phá đảo đâu anh. Nhìn qua. Dương nó lạc ở đâu luôn rồi ta. Không biết đường đi qua luôn mà. Ờ đi ra ngoài luôn rồi đấy ca ơi. Ôi tụi anh ra ngoài luôn nè. Ok giờ sao không đi lại dính mày rồi. Trời bị bỏ lại rồi. Đừng ra ngoài anh em. Không nói chung anh cứ đi. Quái bị clear hết. Ôi, mà ở trên này có quái kìa. Không biết đường ra ngoài. Hổ dân á, hổ dân đó. Thì nó luôn. Nó nguyện lắm. Mẹ mày. Nó cúi. Đừng. Mày chơi ai? Mày nhìn đâu? Mày nhìn đâu? Mày cháy rồi, nhìn. Cướp rồi đó. Soạt. Không, mày không cướp được. Dạ. Ê, có tiếng hữu văn nữa em ơi. Đâu dưới kia kìa. Em chế được cái cung rồi ra. Bây giờ mình đốt lửa chạy này đi. Ừ, đốt lửa chạy tạm thời ở đây, cắm chạy ở đây qua đêm đi. Để đêm thay vậy. Xài lại đi. Bảo vệ an trường Long ơi. Anh nghe có tiếng hữu văn xung quanh đây đó. Kìa, nó tới kìa Trường ơi. Ui Long ơi. Nó tới bên đây nè. Rồi. Có lửa chạy rồi, tụi nó sẽ sợ lửa chạy đó. Đó cái này. Đó cái này nè, bây giờ chặt gỗ đi. Mày đốt thêm được nhiều cái lửa chạy nữa không em? Tốn quá. Đốt nhiều lên, xung quanh nhiều lên để thấy được. Được nhiều á. Bây giờ đi đường nào ra anh em? Mày sắp ra được, tới rồi đó. Đi, cái đó có đường à, không lạc đâu. Ôi, tao đứng mày kìa. Ôi, chết. Rồi. Đi cứu. Cứu đi, anh liều mạng với nó. Mày chơi anh em tao hả mày? Chết, đưa hit shot nè. Rồi, chết rồi. Chơi anh em. Rồi, giờ chặt gỗ nè. Con nào mở đèn nữa không? Trời ơi, có cái gì không? Anh có cái bóng đèn nè. Sao cho sáng bóng đèn lên được Trường? Chết. Anh bị gì cái đó đồ cái bày đâu có bóng đèn đâu, chỉ có đèn pin thôi. Không ấy lửa chạy ra xa ra lông, đừng có đứng gần để gần nhau á. Xa ra để sáng đèn nữa đó. Ê gỗ lăn kìa. Lấy gỗ. Sáu cục đá rồi. Nhiều thứ gì. Rồi lấy. Rồi nghĩa đủ đó, 6 cục đá, 7 cây gậy. 6 cục đá anh bỏ đá vô nè. 2 cây gậy nữa. Thôi đủ rồi, đi ngủ. Theo cái đi ngủ. Đè đúng không? Xong mà đè giác là ngủ. Cần 4 người nữa. Không, còn Dương sao? Dạ, sao để ra ngồi vô. Đi cúng nó vợ chứ sao? Thì vô ngược lại hang động, chế được mấy cái đó bị Trường. Em chế được rồi. Chế giùm được không? Không, không chế được, à, phải tự chế. Chế sao chị anh với? Bây giờ anh có cây gậy không? Có gậy đúng rồi, làm cái gậy rồi. Nó cái đèn cục đá. Miếng giấy rồi xong. Miếng cục đá hả? Cái gậy thì tích á. Xong bấm chuột phải vô rồi, thêm miếng vải màu đỏ cái bên băng keo. Bấm sao đầu tiên là bấm sao? Bấm vô cây gậy hả? Bấm vô cây gậy, bấm chuột phải vô cây gậy. Rồi. Xong bấm vô chuột phải vô cái miếng vải màu đỏ. Rồi. Xong bấm vô cái găng cưa.
ok đi chế rồi. Xong rồi anh cầm nó lên rồi đè chứ là để đốt nó lên xong rồi. Ok đi đi quay vô cứu nó nè. Đi ba anh kiếm lửa anh em mình sẽ đi vô cứu quỷ dư quỷ già dương. Đâu rồi? Nên tôi đâu rồi? Cái này nãy đâu rồi ta? Cái hàng dưới đây nè. Đã uống nước, đã uống nước. À đây nè, ở đây mới đúng. Ê! Nè, ở đây mới đúng này ca. Ở đâu? Em thấy rồi nè, em thấy ánh sáng của đảng rồi nè. Ủa bên này mới đúng mà, ủa Dương ra chưa? Ánh sáng của đảng là sắp ra đó. Thấy không, thấy không? Ờ, sắp ra, sắp gần chưa? Anh em ra được ra ngoài chưa, ra ngoài chưa? Mẹ, hết đồ ăn rồi. Ăn đồ ăn cái, ăn đồ ăn cái. Thì vô, vô. Ăn mấy cái bịch ăn nhanh đó em. Thấy bây giờ, bây giờ thịt sắp hư rồi, mình ăn thịt trước được, nướng thịt cái, mình nướng thịt đi. Đang sống rồi. Hơi rủ á. À, ngay đây luôn à. Thằng Dương hình như sắp ra chưa ta? Em nghĩ là... Em nghĩ là chưa đâu rồi kìa. Đến vô, mọi vô, kiếm được, cứu mày cả. Nghe nè. Ngành quay vô cứu nó mới được. Ây da. Mình phải vô mình tìm lại Dương mới được rồi. Mày tới tìm được cây súng chưa? Đừng cực với sao á. Mày tới tìm khúc vực tìm được cây súng chưa Dương? Chưa chưa, em chưa thấy gì. Ôi vậy không xóm. Súng ở đâu vậy ta? Nào ông tìm được cây súng là ông thấy đường ra liền á. Đi nào tới gần súng nha. Đi cứu quá à. Ui mà cứ đi thẳng thôi đúng không anh em? Bước được cục phải. Cái đâu rồi? Quá giờ bị cà lê hết rồi, việc đi thôi. Được cục thôi ra. Trường trường thấy cái GPS rồi trong đó sao thấy? Anh Dương còn ngay cái khúc mà ấy xong á. Mọi ở ngay chỗ mình sợ chỗ uống nước á. Chỗ này mình thi đấu với quái vật à? Đâu mà đi lạc dở? Sao có cái ở đây nó vậy? Nó mời cua qua. Trời ơi. Ủa? Ủa anh Dương ơi. Hả? Không mấy anh đi ngược ra ngoài đây luôn được không? Em đang đứng trên đầu anh. Hình như gần tới nhau đó. Em thấy GPS gần tới nhau đó. Em thấy anh thấy GPS em rồi. Đó, thấy ông Dương luôn. À chưa thấy. Sắp tới rồi đó. Đứng rồi. Báo rồi chứ. Cái hồ nước. Quỷ Dương nó báo rồi chứ. Dạ, lúc này là mình đang ăn ngủ sướng lắm rồi đó. Nhậu lại tiền ngủ rồi. Vô mấy tiền còn quỷ báo rồi nữa. Hôm nay em vô không giúp đỡ còn đi một mình. Có một mình đồ thân một mình trong này thôi mà nó mình báo rồi. Nó cũng đã vào máu trong này lắm rồi. Không ai. Ba người tìm nó chắc nó xẻo trong này quá. Thằng người đi chung mà nói. Ủa anh Dương, Dương Dương ơi, Dương ơi. Hả? Thấy cái gì bé em không? Anh thấy. Đi ngược ra cái miệng hang màu trắng đây nè. Nhưng mà anh không biết đường nào để ra. Nói mà giấu rồi mày ơi. Quỷ nè, về lại cái chỗ chết luôn nè. Anh đi ngay cái chỗ em á là ra được á. Là gì là chỗ ban đầu à? Ờ, ra chỗ ban đầu đi. Ban đầu? Không biết đường ra. Mày ba giấu rồi mày ơi. Là trong mấy công rồi. Anh sáng chờ ngay vô tìm cứu đó nè. Ánh sáng đâu? Quý Trường ơi. Không thấy ánh sáng đâu. Nó đi kiểu gì mà nó lạc đâu dưới trời. Lạc đâu hay. Em làm miếng bịch ăn nhanh nữa đó bụng quá. Nói trong khi anh em mình đang tìm được khổ ổng ăn nè. Ừ. Nó vậy bỏ ổng rồi. Tao không mới là cực chứ. Nó tao đi một mình nè. Đến giờ tụi tôi đánh quá tụi tôi clear cho ông đi. Thôi bỏ luôn đi nó chạy đi khỏi. Kìa thấy à, thấy ổng rồi. Mẹ mày. Trời ơi. Nãy giờ mày không biết đường mày đi hả? Thôi đừng đánh nó chết nữa. Đi. Đi đi. Ui. Mẹ quỷ Dương này nó chết trong này gì trời. Trời nó cái này nè. Mới chế được này nè. Cái gì? Đi. Đi đi. Lẹ đi ngủ. À dạ. Giờ quay ngược lại nó xa nữa nè. Ừ. À thì đâu lần xây xong cái nhà rồi. Ê quỷ báo rồi. Chết được khi cung rồi. Bắn đại ca cái nè. Rồi mày ơi. Đi giết mày ơi. Mày báo quá mày ơi. Trời đi quá. Má có nhiều đó là giờ đi lặt đường á. Thằng này nó vô go mày. Cầm cái đuốc lên đi. Đuốc à.
Tí nữa mày lạc nữa ai cứu mày nữa. Đi ra ngoài thấy trời sáng luôn. Ra ngoài ngủ ghê gì nữa. Má anh bị bắt ngủ thế nào, con mắt anh muốn sập xuống rồi nè. Em cũng sắp sập Mỹ rồi. Anh đại ca mình có giường chiếu rồi chưa? Mình gối rồi đó. Có rồi, có nhà dành cho ông luôn đó. Nè, mày đi sao nãy mày nói sao mà mày lạc được giờ Dương? Tức tôi vậy. À. Mày có cái đuốc mà. Anh bị cận à. Mấy đường đi. Ơi lúc ông đi cận, là cái ông bị cận chứ ông đâu bị mù đâu. Dạ. Anh em không mà. Thở chó luôn nè. Dạ trong người có chai soda nào nó uống đi. Ờ. Tăng thể lực. Tao sẽ tiết kiệm. Mấy anh công nhân này chết trong cái này ha. Sập hầm à. Bị treo lên quái... thì mấy sập hầm đó mày. Bị quái giết à. Yếu. Yếu gì ông vậy? Yếu mà tao có bị lạc không ơi. À mà rồi, nó hết mà 5 phút cuộc đời luôn chạy. Ngăn đâu rồi. Ánh sáng rồi. Đó lấy cái súng đi. Mà đi mình không nhớ được nhưng mà mình chẳng biết được mình đi nữa bạn. Đồ trái, đi đâu vậy ông Dương? Ờ, đi theo bạn chứ đâu mày. Đâu vậy, đi hẳn đâu phải có đường đâu. Ờ kìa, đi theo đại ca này mới ghê chứ. Á, đại ca báo nữa rồi. Đâu, anh Lụm đi theo rất đồ mà. Đi phải. Ông lớn ớ cũng lạc thiệt á. Ui mẹ. Đi đi vậy. Ông súng rồi, súng rồi. Mày có súng rồi à. Mày đi sao đi. Súng rồi, súng rồi. Đi súng rồi. Ờ sao chui súng với quần ông á. Súng rồi mày. Sao mày nói nhặt cái súng gì vậy. Ngồi gì chứ. Đã đi lè cùng nhau rồi chứ. Nhậu dạ, cứ thận đi. Đi ghét đi nó nhiều quá à. Ông trời nó lụm lụm súng. Có tin là tôi bằng hát lên tôi giết ông không. Hát gì vậy. Nó nói mày hát nạp cạc 20 ngàn á. Tao mới chết rồi. Ủa con kìa con kìa. Tôi là gì vậy con. Đó, súng nè. Súng đi. Mày đu xuống nhờ ơi, cởi nó đi. Đúng rồi vậy. Đi. À đây đây. Anh bấm men lần nữa anh Trung. Gì vậy? Ui, bắn kìa. Để bắn cho nó gớt xuống. Nó lừa anh cũng được. Bắn được không anh em? Đi lẹ đi mày ơi. Vậy đi gọi sáng dậy chỉ cho sử dụng. À. Nó thử cái. Đi lẹ đi. Rồi, buồn ngủ rồi. Thôi bỏ. Bỏ đi 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 chừng ơi. Sao đúng rồi vậy? Baby. Qua đâu. Thôi, ánh sáng của đảng. Đâu, đi cấp treo không ạ? Ở trời sáng rồi. Má đi mệt chết luôn á trời. Đi cũng mệt cái là quay về phải rước con quỷ Dương nữa bạn. Em thấy mệt gì đâu, em thấy bình thường. Khói mệt gì đâu trời. Wow, sáng rồi nè. Ngủ nghe mẹ gì nữa. Thức luôn ơi. Ngủ nghe gì nữa các bạn. Má sáng luôn. Sáng bà luôn rồi. Bị ca khói, bị ca khói đó. Rồi đó. Bị thôi vô ngủ đi. Cái gì kệ ông. Ở đâu vậy? Kệ đi. Okay. Kệ đi. Đi. À đây ngủ đây. Vô ngủ cái đi anh em. Anh chui vô đây ngủ đây anh đuối ngủ lắm rồi. Nè. À được rồi. Phải đủ 4 người. Nó già báo rồi chứ. Chưa biết được. Kevin phải vô tiệm nó được không? Đâu rồi. Kevin nó. Kevin đi trên đầu không à. Đâu rồi. Ui mẹ có nhà luôn hả? Đến vậy? Sắp xây biệt thự đây luôn hả? Ở nhà sao vậy? Mà chỉ chai xây cái rồi. Mày vô mày ngủ đi đi. Ngủ chứ đi thích. À vô ngủ rồi. Ok. Còn ai chưa E kìa. Còn ai chưa Z kìa. Z hả? Z 24 nè. Z 24 kìa. Còn ai nữa? E. Còn người nữa đâu? Tại cả chưa Z. Anh Z rồi. Em Z rồi. 3-4 rồi đó. Thấy cái đội ngủ chưa? Chưa kìa. Ủa anh á, em thấy anh á. Anh ông nó chạy à. Bây giờ bỏ 2 bấm lượt nè. Không phải cùng lượt mà. Bây giờ đừng có di chuyển đâu hết. 2, 3 bấm. Đừng có di chuyển chụp là được. Do anh đừng di chuyển cho đẹp. Ôi tối luôn rồi. Rồi ngủ xong giờ tối luôn quá hay. Trời ơi, đốt bụng quá, đốt bụng quá. Đừng chết luôn rồi nè. Ê bây giờ nè đứa chạy nè, đốt thịt nó ăn nè. Hút lửa đi. Con cá giờ nó đúng rồi nè. Á chú quát không à.
Khát nước quá hả? Con nào có nước không? Bè cá hối đúng không? Bây giờ dục ra đi. Ở trong có. Cầm luôn cá, cầm cá xong dục ra. Dục ra xong rồi lượm lại là nó hành thật tươi à. Ủa, hay vậy mày? Trời mưa rồi, há miệng lên trời uống nước rồi không? Mày cầm cá lên sao vậy? Trời nhóm lửa, trời mưa tắt lại. Mẹ khát nước rồi. Khát nước lại cháu, uống rượu đi, uống rượu vô. Uống rượu hả? Ở nó có rượu rồi không? Không được, không được. Không được đâu, uống rượu. Trường. Hả? À, sao anh? Khát nước. Ngoài này có suối, hồ cá, ngoài có suối hả? Chẳng đường đi tìm suối đi. Đi ra suối anh em. Này để mở bản đồ cái. À, đi qua đây. Đâu giờ? Đi qua đây. Tới con suối gần nhất, nhanh lên. Lại đây, uống nước đi. Let's go. Let's go. Move. Má ơi, chừng nào mới được ngủ lại nữa vậy? Đây rồi, húp. Chừng nào mới được ngủ lại anh em? Húp. Khi nào anh buồn ngủ thì mới ngủ được. Anh thích chuyện vô ngủ đi. Dạ là mình sinh tồn trong buổi đêm luôn á. Rồi. Thôi tập 1 thì kết thúc ở đây nha các bạn. Nếu các bạn thấy hấp dẫn thì nhớ theo dõi tụi mình tiếp để xem hành trình của anh em mình nha mọi người. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở tập 2 nha. Chào mọi người nha. Ông bye bye nha, chơi tiếp nha các bạn.